lời nguyện tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 5 giờ chiều thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự nghi thức sám hối trong khuôn khổ 24 giờ cho Chúa và thực hiện hành động thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Dịp này, tòa thánh đã công bố lời nguyện tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria sẽ được Đức thánh cha Phan Cô đọc. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Lời nguyện tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con. Trong thời gian thử thách này, chúng con hướng về mẹ, là mẹ của chúng con. Mẹ yêu thương chúng con và biết chúng con. Không có mối lo lắng nào của trái tim chúng con được che giấu khỏi mẹ. Lạy mẹ của lòng thương xót, chúng con đã thường xuyên cảm nghiệm được sự chăm sóc cẩn trọng cùng sự hiện diện yên bình của mẹ. Mẹ không bao giờ ngừng hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, hoàng tử của hòa bình. Tuy nhiên, chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình đó. Chúng con đã quên bài học rút ra từ những thảm kịch của thế kỷ trước. Sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống, trong hai cuộc chiến tranh thế giới chúng con đã bỏ qua những cam kết mà chúng con đã thực hiện với tư cách là một cộng đồng các quốc gia chúng con đã phản bội ước mơ hòa bình của mọi người và hy vọng của những người trẻ tuổi chúng con trở nên bệnh hoạn với lòng tham chúng con chỉ nghĩ đến quốc gia và lợi ích của chúng con chúng con trở nên thờ ơ và bị cuốn hút vào những nhu cầu và mối quan tâm ích kỷ của mình chúng con đã chọn phớt lờ chúa hài lòng với ảo tưởng của mình trở nên kiêu ngạo và hung hãn đàn áp những sinh mạng vô tội và tích trữ vũ khí chúng con không còn là người trông coi và quản lý ngôi nhà chung của chúng con nữa chúng con đã tàn phá trái đất bằng chiến tranh và bởi tội lỗi của mình chúng con đã làm tan nát tấm lòng của cha chúng con trên trời đấng mong muốn chúng con trở thành anh chị em chúng con trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ ngoại trừ chính mình Giờ đây với sự xấu hổ, chúng con kêu lên, lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con. Lạy mẹ rất thánh, giữa nỗi khốn cùng vì tội lỗi của chúng con, giữa những đấu tranh và yếu đuối của chúng con, giữa bí ẩn của tội ác là sự giữ và chiến tranh. Mẹ nhắc nhở chúng con rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chúng con bằng tình yêu thương luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng con và đem chúng con vào cuộc sống mới người đã ban mẹ cho chúng con và làm cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ trở thành nơi nương tựa cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại theo ý muốn nhân từ của thiên chúa mẹ luôn ở với chúng con ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử của chúng con mẹ vẫn ở đó để hướng dẫn chúng con bằng lòng yêu mến dịu dàng giờ đây chúng con cùng hướng về mẹ và gõ cửa trái tim mẹ chúng con là những đứa con yêu quý của mẹ trong mọi thời đại mẹ khiến chúng con biết đến mẹ kêu gọi chúng con hoán cải vào giờ phút đen tối này xin giúp chúng con và ban cho chúng con sự an ủi của mẹ hãy nói với chúng con một lần nữa mẹ ở đây mẹ là mẹ của con đây. Mẹ có thể tháo gỡ những nút thắt của trái tim chúng con và của thời đại chúng con. Chúng con tín thác nơi mẹ. Chúng con vững tin rằng, đặc biệt là trong những giây phút thử thách, mẹ sẽ nhậm lời chúng con cầu xin và sẽ giúp đỡ chúng con. Đó là những gì mẹ đã làm tại Cana ở Galilee. Khi mẹ cầu bầu với Chúa Giêsu và người đã làm việc đầu tiên trong các dấu lạ của mình. Để giữ niềm vui tiệc cưới, mẹ đã nói với người: Họ hết rượu rồi. Hỡi mẹ, xin hãy lặp lại những lời đó và lời cầu nguyện đó, vì trong những ngày này của chúng con chúng con đã cạn kiệt rượu hy vọng, niềm vui đã vụt tắt, tình huynh đệ đã tàn lụi. Chúng con đã quên nhân tính của mình và phung phí món quà hòa bình. Chúng con đã mở lòng mình trước bạo lực và sự tàn phá. Chúng con rất cần sự giúp đỡ của mẹ. Vì thế lại mẹ xin nhậm lời cầu xin của chúng con lạy đức mẹ như sao mai xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong cơn bạo táp chiến tranh lạy đức mẹ như hòm bia thiên chúa xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải lạy nữ vương thiên đàng hãy khôi phục hòa bình của chúa cho thế giới hãy loại bỏ hận thù và khát khao trả thù và dạy chúng con sự tha thứ xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh bảo vệ thế giới của chúng con khỏi sự đe dọa của vũ khí hạt nhân lạy nữ vương truyền phép rất thánh mân côi xin làm cho chúng con nhận ra nhu cầu cầu nguyện và yêu mến lạy nữ vương các gia đình xin hãy chỉ cho mọi người con đường của tình huynh đệ lạy nữ vương ban sự bằng an hãy đem hòa bình đến cho thế giới chúng con hỡi mẹ xin cho lời cầu xin đau buồn của mẹ khuấy động trái tim chai đá của chúng con xin cho những giọt nước mắt mà mẹ đã rơi vì chúng con sẽ làm cho thung lũng khô cằn bởi sự thù hận của chúng con nở hoa một lần nữa giữa sấm sét của bom đạn lời cầu nguyện của mẹ có thể biến suy nghĩ của chúng con trở nên hòa bình vòng tay dịu dàng của mẹ sẽ xoa dịu những ai đang đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa bom đạn lòng mẹ bao la có thể an ủi những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và quê hương của họ. Nguyện xin trái tim đau buồn của mẹ đem chúng con đến lòng nhân ái và truyền cảm hứng để chúng con mở rộng cửa và quan tâm đến những anh chị em của chúng con, những người bị thương và bị gạt sang một bên lạy mẹ là thánh mẫu thiên chúa xin đứng dưới thập giá chúa giê xu khi thấy người môn đệ đang ở bên cạnh đã nói này là con của mẹ bằng cách này chúa giê xu đã giao phó mỗi chúng con cho mẹ người nói với môn đệ và với từng người trong chúng con này là mẹ của anh em Lạy mẹ Maria, giờ đây chúng con ao ước được chào đón mẹ vào cuộc sống và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, cả nhân loại mệt mỏi và cuống trí đang đứng với mẹ dưới chân thánh giá, cần phó thác chính mình cho mẹ và nhờ mẹ dâng mình cho đấng cứu thế người dân ukraine và nga những người tôn kính mẹ hết lòng giờ đây cùng hướng về mẹ ngay khi trái tim mẹ hòa nhịp với lòng từ bi nhân ái đối với họ và đối với tất cả những dân tộc bị tàn phá bởi chiến tranh đói kém bất công và nghèo đói vì vậy lạy mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con. Cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, chúng con long trọng, giao phó và dâng hiến chính mình, giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt nước Nga và Ukraine. Xin hãy chấp nhận hành động mà chúng con thực hiện với sự tín thác và lòng yêu mến để chiến tranh có thể kết thúc và hòa bình lan rộng khắp thế giới lời xin vâng nảy sinh từ trái tim mẹ đã mở ra cánh cửa lịch sử cho hoàng tử hòa bình chúng con tin tưởng rằng qua trái tim của mẹ hòa bình sẽ rạng rỡ một lần nữa đối với mẹ chúng con dâng hiến tương lai của toàn thể gia đình nhân loại những nhu cầu và kỳ vọng của mọi người những lo lắng và hy vọng của thế giới qua lời cầu bầu của mẹ xin lòng thương xót của thiên chúa được tuôn đổ trên mặt đất và nhịp điệu hòa bình nhẹ nhàng trở lại để đánh dấu những ngày của chúng con Đức Mẹ của xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, khôi phục giữa chúng con sự hòa hợp đến từ Thiên Chúa. Nguyện xin Mẹ là nguồn hy vọng sống động của chúng con, tưới nước cho trái tim khô héo của chúng con. Trong lòng Mẹ, Chúa Giêsu đã lấy xác thịt, thúc đẩy và nuôi dưỡng sự hiệp thông của chúng con. Mẹ đã từng lướt qua các đường phố trong thế giới của chúng con. Giờ đây, xin hãy dẫn dắt chúng con trên những con đường hòa bình. Amen.